Do chạy trốn công an khi bị phát hiện trộm xe, Võ Văn Luân, 25 tuổi, quê Trà Vinh, đã chui vào ống thông hơi tiệm massage thì bị mắc kẹt và được lực lượng chức năng giải cứu. Hiện Luân đã bị công an tỉnh Bình Dương tạm giữ để điều tra tội trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào tối qua, Võ Văn Luân, 25 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh, đang trộm xe máy của người dân tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thì bị lực lượng công an đi tuần tra phát hiện. Sau bị bắt, Luân chạy vào một cơ sở massage gần đó để lẩn trốn, sau đó trèo lên mái nhà, rồi chui vào ống thoát hơi để xuống đất. Tuy nhiên, do ống thoát hơi hẹp, nên thanh niên này bị mắc kẹt bên trong. Công an phường Lái Thiêu sau đó đã thông báo cho đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thuận An đến hiện trường để giải cứu. Tại đây, lực lượng cứu nạn cứu hộ phải dùng phương tiện chuyên dụng phá tường, tạo khoảng trống, đưa thanh niên ra ngoài an toàn. Sau đó, Luân được bàn giao cho công an phường Lái Thiêu để tiếp tục xử lý theo quy định.